Vâng, xin chào tất cả quý khán giả yêu mến của Thanh Huy Audio. Và trong thời gian gần đây thì có rất là nhiều khán giả có hỏi bên công ty mình thiết kế một cái bộ loa kéo di động có thể sử dụng được chống đàn organ. Thì hôm nay thì bên mình sẽ phối ghép một cái bộ loa kéo theo yêu cầu cho tất cả quý khán giả chúng ta tham khảo. Thì đây là cái bộ loa kéo 40, sử dụng 2 bát 4 tấc từ 190 côn 75 và 2 loa chép 790 ở bên trên, và cũng sử dụng họng loa array cho cái tiếng chép nó đi xa. Và bên trong thì nó cũng có hệ thống mạch lọc phân tần chống cháy cho quý vị và các bạn. Về cái cấu hình dàn máy thì mình vẫn sử dụng là cấu hình này, thì về cơ bản thì 4 thiết bị nha, nhưng mà có một cái thiết bị kết nối ở bên ngoài nữa. Thì thứ nhất là đang sử dụng một cục đẩy CA20 40 sò. Thì chúng ta có thể nâng cấp được thêm một cặp phun đơn 40 nữa. Và cấu hình này thì mình sử dụng vang số là một con vang số X6 để xử lý âm thanh, tiếng nhạc, tiếng mic là toàn bộ xử lý ở trên này. Một bộ nâng tiếng Idol 200 thế hệ mới nhất và một bộ micro UGX10. Cái cấu hình này đặc biệt á, thì bên mình phối ghép thêm một cái bàn mixer. Đây là bàn mixer 8 line Soundrap EFX8. Thì cái bàn mixer này thì mình sẽ phối ghép để cho tất cả quý khách hàng chúng ta có thể kết nối được trống, đàn, organ, guitar ở trên này. Hiện tại thì bên mình đã kết nối sẵn, thì mình sử dụng kết nối ở đây hai line mic và line reverb và line echo riêng biệt. Chúng ta sẽ sử dụng reverb và echo riêng của cái ba con vang X6 và cái echo ở trên con mixer này thì mình không có sử dụng nữa. Toàn bộ là chúng ta chỉnh ở trên này, nhạc lớn nhỏ trên này luôn, rất là tiện lợi và rất là hay. Thì chọn cái bộ âm thanh này á, nó có giá gốc là 27 triệu, và bên công ty mình đang có chương trình khuyến mãi cho tất cả quý khách hàng với giá chỉ còn 22 triệu 500 ngàn. Thì với cái giá này thì mình sẽ gọi là cam kết là giá tốt nhất thị trường hiện nay cho tất cả quý khách hàng, một cái bộ loa kéo sản phẩm chất lượng tốt và cái giá tốt nhất cho tất cả quý vị đó. Thì quý khách hàng nào mà đang có nhu cầu đầu tư một cái bộ âm thanh mà như thế này thì chúng ta có thể liên hệ cho bên công ty mình theo số điện thoại ở trên video đó. Và toàn bộ sản phẩm bên công ty mình được bảo hành 2 năm và bảo trì lên tới 3 năm cho tất cả quý khách hàng đó. Và đặc biệt bên công ty mình có hỗ trợ bán hàng trả góp cho tất cả quý khách hàng luôn. Thì đối với bộ loa kéo này, giá gốc là 27 triệu nha, và giá khuyến mãi là 22 triệu 500 ngàn. Thì quý khách hàng mua chúng ta chỉ cần trả trước con số 2 triệu 500 ngàn thôi, và chúng ta góp 20 triệu gói thì từ 6 tháng cho đến 2 năm tùy theo quý khách hàng chúng ta lựa chọn. Thủ tục thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần chứng minh nhân dân bằng lái xe là chúng ta đã có thể sở hữu được một bộ loa kéo này rồi. Và đặc biệt bên công ty mình có thu cũ đổi mới, có nghĩa là quý khách hàng là chúng ta đang có thiết bị âm thanh ví dụ như cục đẩy, vang hay là bộ loa kéo hay là dàn âm thanh hay là thì có thể mang trực tiếp lên bên công ty mình có thể thu đổi. Bên mình sẽ thu cái hàng cũ về và sẽ đổi qua cái hàng mới cho tất cả quý khách nha. Đó, nói chung là bộ này thì ca hát rất là hay luôn. Ok, mình sẽ mở thử một cái bài nhạc cho tất cả quý khách hàng chúng ta cùng nghe nhé. Cái này trên này thì nó tiện lắm, toàn bộ là mình setup sẵn rồi, về là chúng ta chỉ việc dùng thôi, cực kỳ tiện luôn. Ok, mình sẽ mở thử nhạc nhé, tiếng rất là hay á. Chỉnh bass mic chép ở trên bàn mixer này, đây là chép này, chung này và bass này. Mình sẽ giảm bass đi một xíu tại vì mình mở trong nhà. Hay, rất là ok. Mic của nó thì đây là hai line này, một cái line reverb, line echo ha. Thử tiếng mic.
Mic thì đang sử dụng mic U10. Con này sử dụng vang X6 thì nó xử lý tiếng rất là nhẹ và chống hú rất là tốt luôn cho anh em. Đó, mic U10 loại 1 luôn. Thử nhá, bây giờ mình thử này, chưa có echo reverb nhá. 1 2 4 5 1 2 lơ. Ok, mình cho tiếng mic lớn hơn một xíu ha. 1 2 4 5 1 2. Ok, bây giờ mình sẽ lên thử tiếng vượt nhá. Đây là vượt này. Hai line mình sẽ set up. Có nghĩa là khi chúng ta set up cái EQR này, chúng ta rất là dễ có thể chỉnh được tiếng bass, tiếng chung và tiếng chép của reverb và delay riêng biệt này. Và bây giờ thử lên thử nhá. Hai line này là hai line mic và cái line này là reverb này. Rồi, ok, thử. Lên 4 4 5 4 5 6. Đó, reverb thì chúng ta có thể tăng thêm bass chép để mình cho thêm tí chép và reverb ha. Giảm bass nó đi. Reverb thì chúng ta xài chủ yếu là tiếng bass và chép thôi. Cho tiếng nó sạch, nó bay. Lên. Ok, thêm xíu reverb nha. 4 5 6 4 5 6 6. Ok. À, thử echo nhá, bên này là echo này, đây delay. Ok, lên delay. 4 4 4 1 1 1 2 4 5 6 4 5 4 5 5 5. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ trộn cả hai lại luôn. Khi cái này mà chúng ta lên hai cái rất là hay, chúng ta có thể chỉnh tiếng vượt nhiều hơn echo hoặc là echo nhiều hơn vượt nhá. Ok, giờ mình sẽ cho vượt nhiều hơn này. 1 2 4 5 6 4 5 6 4 5. Đó, nói chung là cái này thì bên mình sẽ set up sẵn thì về tùy theo chúng ta cái nhu cầu sử dụng của chúng ta chỉnh thôi, có thể là tùy theo ý thích của mình. Và mình set up sẵn như vậy thôi. Đấy. Thì chọn bộ cái loa kéo này, mình nói lại nhá, cái giá gốc là 27 triệu và bên công ty mình đang khuyến mãi với giá là 22.500.000, giá hiện tại là tốt nhất thị trường rồi. Thì quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp với bên mình theo số điện thoại tư vấn ở trên video để được hỗ trợ nhé. Rồi, xin chào toàn thể quý khách hàng đã theo dõi cái video giới thiệu cái sản phẩm mới của bên công ty mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video lần sau.